Thì trước mặt quý vị các bạn là chiếc máy xay thịt, xay giò chả đa năng. Thì nó xay rất nhiều thịt, tôm, cua, cá, rau, củ, quả, hành, xả, ớt, cực kỳ đa năng luôn. Đây là mẫu lồi khá là ok, mẫu 1,1 kg, rất phù hợp với các hộ gia đình cũng như là các tiểu thương để chúng ta xay thức ăn. Thì em sẽ giới thiệu luôn, tay em cầm đây là mẫu lồi xay thịt 1,1 kg, sử dụng lồi 22 cm, khung lồi toàn bộ bằng inox, nó khá là ok. Quý vị xem cực kỳ sáng bóng, dễ dàng vệ sinh và lau chùi. Cái motor này được quấn 100% ở dây đồng. Đây em khẳng định như vậy. Ở dưới motor nó có chiếc quạt tản nhiệt giúp motor hoạt động trong thời gian dài mà không bị sao cả. Thì đối với chiếc lồi xay này thì nó sẽ sử dụng cái lưỡi dao ba cạnh. Quý vị xem. Thì nó sẽ xay rất chỉ nhanh thôi. Đối với chiếc mẫu lồi xay thịt này thì chúng ta khi xay thì sẽ phải có một cái lớp bên cạnh này chúng ta xếp vào, và khi chúng ta tháo ra thì chúng ta sẽ là đổ nguyên liệu, chân đế vẫn giữ nguyên luôn, cực kỳ tiện ích. Khi xay chúng ta xếp vào. Đối với mẫu lồi xay thịt này thì mỗi mẻ chúng ta xay được khoảng từ 500 cho tới 1.500 g. Tiếp đến thì em sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn này, cái mẫu lồi xay giò này nó có đầy đủ các nguyên liệu tính năng giống cái máy xay thịt kia, thì nó thêm một cái tính năng khác đó là mẫu xay giò, vì nó có cái khuôn giò, khuôn bao đá bên ngoài giúp thịt xay không bị lỏng, không bị chết thịt đó. Thì nó cũng xay được khoảng từ 500 cho tới 1,5 kg. Cái lồi xay này chúng ta cứ xay tầm khoảng một khuôn giò thì chúng ta xay khoảng 1 kg là sẽ đẹp nhất đó, cứ 1 kg một mẻ đó. Khi xay xong chúng ta sẽ được nghiêng đổ cực kỳ dễ, và dễ hơn kia một xíu tùy vào tính chất của nó mà bây giờ đã thiết kế cho nó gọn gàng hơn. Hai mẫu này đều có lắp vung bằng kính để chúng ta có thể nhìn được nguyên liệu chúng ta thả vào cũng như là cái thành phẩm đã xay ok chưa để chúng ta đổ ra ngoài. Và khi mua kèm máy bên em thì bên em sẽ tặng kèm cho quý vị một cái lưỡi dao sơ cua cũng như là một cần đánh ruốc để khi bị lưỡi dao bị mòn cũng có thể thay thế. Quý vị nhìn xem hai mẫu lồi xay thịt xay đa năng cực kỳ tốt hiện nay 1,100 W. Thì em xin báo giá luôn cho quý vị lắm rõ được, thì cái mẫu lồi xay thịt hiện nay là có giá là 2 triệu đồng bao ship, và cái mẫu lồi xay giò này thì nó sẽ thêm 400.000 nữa, đó là 2.400.000 đã có ship vận chuyển rồi. Quý vị về nhà chỉ việc kiểm tra hàng, cắm điện chạy thử, máy chạy tiết ok thì thanh toán. Mọi thông tin chi tiết về chiếc máy xay thịt xay giò này thì quý vị hãy liên hệ cho em theo số điện thoại em đã ghim dưới màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.